Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 33 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Thì cái chủ đề của cái phần 33 này là Chữ xin sơ phẫn lì tơ chen sân phản Chữ xin lì tơ chen phản Như vậy ý nghĩa nó là gì nào? Chữ xin sơ là xe đạp, mọi người biết rồi. Phẩn là cái mái che, phẩn lì là trong mái che. Như vậy là chữ xin sơ phẫn lì trong cái mái che À, xe đạp có nghĩa là cái bãi giữ xe đạp á ta hiểu nó như vậy rồi cái bãi giữ xe đạp mà bên trên nó có mái che đó rồi chứ xuyên sơ phẫn lì tới chen sân phản chen sân phản là cái tầm phòng tập thể dục thể thao phòng tập thể dục trong đó nó có những cái máy tập á à, có thể gọi là phòng gym hay là cái gì đó cũng được rồi như vậy là chứ xỉn sơ phẫn lì tới chen sân phản là cái phòng tập gym hoặc là cái phòng tập thể dục thể thao Ừ, ở trong cái mái che của cái bãi giữ xe đạp người ta có thể hiểu nó như vậy và sau đây thì xin mọi người nghe mình đọc trước một lần mình vẫn để chữ cho mọi người xem tham khảo nha à, mọi người vẫn cứ xem tham khảo Bắc Kinh có một cái <laughs> giàn sân phẳng, nó ở một cái xe phẳng lì, 很多老人都喜欢来这里做运动。在这里，年龄最大的老人八十二岁，他们的身体很不错。他的身体很不错。七十岁的高医生也喜欢来这里做运动。 这些老人们不喝运动饮料，但是他们喜欢喝茶、喝牛奶。大学生小新说：“因为他的爸爸告诉他这个健身房很不错，所以他也来这里做运动。他非常喜欢这里。” Thì đó là nội dung của bài Không biết mọi người nghe được nhiều không ạ à? Và sau đây thì thầy sẽ tiến hành giải thích à, Chi tiết Nội dung chi tiết nha bầy chiến dù dĩ cơ chết sinh phản Ở Bắc Kinh có một cái phòng tập Thể thao Hay là phòng tập gym cũng được Tha chai dĩ cơ chứ xuyên sơ phận lì Nó ở trong một cái máy che à, Dành cho xe đạp Tha chai dĩ cơ chứ sao sơ lì phẩn là cái bạc, cái lều á Hẳn tố lào rỉnh tố xì hoan Lãi trơ lì Chô duyên Có rất nhiều người lớn tuổi Lào rĩnh là người lớn tuổi Tố xì là đều thích Lãi trơ lì là đến đây Chô duyên Tức là đến để tập thể thao Chô duyên tôn Chai trơ lì Tức là ở đây Nén lĩnh chơi ta tờ lào rỉn Nén lĩnh chơi ta là tuổi tác lớn nhất Nén lĩnh là tuổi tác Nén lĩnh chơi ta tờ lào rỉn là cái cụ già mà lớn tuổi nhất á Chiều sử ơ xuê là 82 tuổi Tha tờ sân thì hẳn bố xô Tha tờ sân thì hẳn bố xô Sức khỏe của cụ ấy Hẳn bố xô tức là rất tốt, rất tuyệt Thì mọi người lưu ý là trong tiếng Hoa nó có vài cái từ để thể hiện cái nghĩa là tuổi Ví dụ từ xuê là chúng ta nói một con số chính xác. Năm nay tôi 40 tuổi, hòa sư sử xuê. Tôi 50 tuổi, hòa hù sử xuê. Tôi 25 tuổi, hòa sử hù xuê. Tôi hơn 20 tuổi, hòa ái sử tố xuê. Tức là nói về cái con số tuổi, nói cái số tuổi. Rồi, còn cái từ nén lĩnh này là tuổi tác. À, nén lĩnh ta sẽ hiểu là tuổi nhưng mà là tuổi tác. Ngoài ra còn một từ tuổi nữa là từ sụ, xin <laughs> mà xin hỏi anh tuổi con gì chữ sụ đó tuổi con gì quả sủ hụ tôi tuổi con cọp tức là tuổi dần quả sủ niểu, tôi tuổi con trâu Tuổi sủ rồi như vậy chúng ta có vài cái từ để thể hiện tuổi nha tiếp nữa khi sử cao di sơn? Si sử suy tờ, cao y sân, cao y sân là bác sĩ cao, tức là cao tai phu cũng được. Bác sĩ cao năm nay 70 tuổi, dễ xì khoan lại trở lì cho duyên tôn, cũng thích đến đây để tập thể thao, tập thể dục thể thao, ha, để tập luyện cũng được, cho duyên tôn. Trơ xe lào rỉn mến, trơ xe lào rỉn là đủ rồi, không cần thêm từ mến cũng được. Những cụ già này, U hớ, Vận tùng nhìn leo bù hơ là không có uống duyên tùng nhìn leo nhìn leo là thức <không có> uống <laughs> là không có uống những cái thức uống mà dành cho người chơi thể thao nước tăng lực hay là cái gì cái gì đó rồi là người ta không uống những thứ đó Trên xe lò rỉnh bù hơ duyên nhìn leo tan sơ sĩ hơ này thế nhưng mà họ thích uống trà và uống sữa nếu này sữa bò hay là sữa nói chung cũng được mấy cụ già chủ yếu là tập nhẹ nhàng và vui thôi ta sẽ sơn xèo xin số ta sẽ sinh là sinh viên cái người mà học ở đại học á là ta sẽ sơn xèo xin chữ xin là chữ tân tức là họ tân tân đây là cái họ từ xin này có nghĩa là cay đó xin khụ là cay và đắng á à, có nghĩa là vất vả khổ sở gì đó một chữ xin nghĩa gốc là cay ta có mì xin là mì cay mọi người nhìn cái gói thấy có cái chữ này à, mì, mì hàn quốc nhưng mà vẫn đề cái chữ này ta sẽ sân sẹo xin số tiểu tân một sinh viên đã nói quê tha tờ ba bà cao su tha bởi vì bố của cậu ấy nói cho cậu ấy biết chưa cơ chen sinh phản hình bổ xô, cái phòng tập này hình bổ số thì rất là hay rất là tuyệt Sở so tha lại cho so duyên cho nên cậu ấy cũng đến đây để chơi thể thao. Tha phê xì hoan lì, cậu ấy cực kỳ thích cái nơi này hoặc là nơi đây. Thì sau đây xin mời mọi người đọc theo mình một lần. Sau đó chúng ta kết thúc bài, xin mời mọi người nhé. Bảy chín ý cơ sinh phản, 他在一个自行车棚里，很多老人都喜欢来这里做运动。在这里，年龄最大的老人八十二岁。 他身体很不错。七十岁的高医生也喜欢来这里做运动。这些老人们不喝运动饮料。 但是他们喜欢喝茶、喝牛奶。大学生小新说：“因为他的爸爸告诉他，这个健身房很不错。”

年龄最大的老人八十二岁，他的身体很不错。七十岁的高医生也喜欢来这里做运动。这些老人们不喝运动饮料，但是他们喜欢喝茶、喝牛奶。大学生小新说。 Vì hình của lại phải sẵn sàng trở Và đến đây thì mình kết thúc phần 33 Chúc các bạn học thật là vui và hiệu quả Nhớ cho thầy một like Khi nào mọi người kể được Trôi chảy lưu lót Rồi hãy qua phần mới nhé Xin chào